Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, bão số 1 năm nay, cấp bão nhiệt đới đổ bộ vào bờ biển phía nam, khu mới phố Đông, Thượng Hải vào khoảng 4 giờ ngày hôm kia. Khi đổ bộ, sức gió vùng gần tâm mạnh nhất cấp 9, khoảng 23 m/s, bị ảnh hưởng bởi mưa bão từ mấy ngày qua Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Sơn Đông, Liêu Ninh, Cát Lâm và những nơi khác có mưa lớn hoặc mưa to và mưa cực lớn xảy ra ở các khu vực phía Đông Hà Nam, Bắc Giang Tô và An Huy và Sơn Đông. Trong số đó, Hà Nam, Thương Khâu và thành phố Châu Khẩu, An Huy, Tô Châu và thành phố Hoài Bắc, thành phố Giang Tô, Từ Châu, Liêu Ninh, Đại Liên, Sơn Đông, Tế Ninh, Thái An, Lâm Nghi, Tri Bắc, Duy Phường, Đông Dinh và những nơi khác có lượng mưa tích lũy từ 200-450mm và huyện Thương Khâu, tỉnh Hà Nam có lượng mưa lớn nhất lên đến 543mm, huyện Bùi, Từ Châu, Giang Tô 528mm và ở thành phố Thái An, Sơn Đông 510mm. Theo thống kê, thiên tai đã ảnh hưởng đến 18,004 triệu người ở 228 quận huyện trong 46 thành phố thuộc 8 tỉnh Hà Bắc, Liêu Ninh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Sơn Đông và Hà Nam. 52 người chết, 1.454.000 người bị ảnh hưởng, 61.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, 15.000 ngôi nhà bị sập và 122.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 2.014.900 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 249.300 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 36,91 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, An Huy và Sơn Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thưa quý vị, trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng này là một trong những trận lụt lớn trong lịch sử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số bị ảnh hưởng lên tới 20 triệu người, khiến 888 người chết, 1,39 triệu ngôi nhà bị sập, 80 con đường chính bị phá hủy và 1,12 hectare đất canh tác bị phá hủy. Ngoài mưa xối xả do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam, thì nguyên nhân gây ra trận lũ lụt này cũng được cho là có liên quan đến sự tàn phá, thảm thực vật ở Tứ Xuyên và các công trình thủy lợi địa phương chưa hoàn thiện. Vào giữa tháng 5, khu vực trung tâm, phía Tây và phía Bắc của lưu vực Tứ Xuyên đã trải qua mưa xối xả, lượng mưa và thời gian là cao nhất ở Tứ Xuyên kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mực nước của nhiều con sông vượt kỷ lục lịch sử. Trên thực tế, những trận mưa vừa đến mưa to liên tục đã bắt đầu kể từ cuối tháng trước, với tâm mưa lớn chủ yếu là ở Quảng Nguyên là 482mm trên sông Gia Lăng và Trinh Dông là 398mm trên sông Đà Giang. Theo thống kê, 178 quận huyện của tỉnh Tứ Xuyên lần lượt có mưa vừa, mưa to và mưa cực to bao gồm sông Mân Giang, sông Đà Giang, sông Phúc Giang, sông Gia Lăng, sông Khúc Giang, sông Đa Đu, sông Thanh Nghĩa, sông Kim Sa, sông Xuyên Giang, 9 hệ thống nước chính đặc biệt là các sông Đà Giang, Phúc Giang, Gia Lăng và Mân Giang có lượng mưa lớn nhất, có 4 tâm mưa lớn với tổng lượng mưa trong 3 ngày trên 105mm. Diện tích có lượng mưa trên 100mm trong 3 ngày lên tới 15.048km². Mưa lũ xối xả có liên quan đến gió mùa Tây Nam mạnh bất thường, hơi nước chủ yếu từ vịnh Bengal. Luồng không khí sâu của xoáy thuận Tây Nam hội tụ bốc lên, kích thích đối lưu phát triển. Lượng mưa lớn kéo dài hơn 2 ngày. Ngoài ra, về nguyên nhân gây ra lũ lụt, một số người cho rằng đó là do việc phá rừng ở Tứ Xuyên và một số người cho rằng nó có liên quan đến lượng mưa tập trung quá mức và các cơ sở kỹ thuật bảo tồn nước chưa hoàn thiện. Trong đợt lũ này, 119 quận huyện, 3.549 xã, 15.305 đội sản xuất của tỉnh Tứ Xuyên bị ảnh hưởng. Tổng số người bị ảnh hưởng là 20 triệu người, trong đó 888 người chết, 13.010 người bị thương. 2,230 triệu ngôi nhà bị ngập, 1,39 triệu ngôi nhà bị sập, trong đó có 420.000 ngôi nhà bị cuốn trôi, 1,13 triệu người mất nhà cửa, 80 tuyến đường chính bị hỏng. Ngoài ra, 138.812 con gia súc bị chết và 13,11 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 3,42 triệu hecta không được thu hoạch và 1,12 triệu mẫu đất canh tác bị cuốn trôi. Các cơ sở bảo tồn nước ở khu thủy lợi Đô Giang Yển đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau.
Một trận lụt lớn khác cũng đã xảy ra ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trước đó 2 ngày, nhiều đường phố và ngõ hẻm bị ngập lụt, trong đó cầu An Thuận bị lũ cuốn trôi, hàng chục người ngã xuống và một số người thiệt mạng. Lũ lụt điển hình ở Thành Đô khi đó là một sự kiện lớn. Ngoài ra, toàn bộ huyện Kim Đường bị ngập lụt, hơn 16.000 người bị lũ bao vây. Vì cục thủy lợi Kim Đường có 3 tầng và nước ngập đến tầng 2, nên người dân địa phương nói đùa rằng ngồi trên tầng 3 bạn có thể rửa chân. Vừa qua, Trùng Khánh có mưa lớn liên tiếp trong một tuần nên đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Lưu lượng đỉnh lũ tại trạm Cư Tan lên tới 85.700 m3 mỗi giây, mực nước cao nhất là 191,41 m. Vào lúc 5 giờ 13 phút sáng ngày thứ tư tuần trước, theo giờ Bắc Kinh là 21 giờ 13 phút tối, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được gọi là trận động đất Đạo Phủ. Khoảng 150 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương, nó gây ra thiệt hại lớn gần tâm chấn. Tâm chấn nằm ở huyện Đạo Phủ, tỉnh Tứ Xuyên, cường độ kỷ lục chính thức là 6,8, trong khi cường độ sóng bề mặt là 6,6. Một giải pháp cơ chế tiêu điểm được kiểm soát tốt chỉ ra rằng trận động đất có thể được gây ra bởi một lỗi dịch chuyển trái ở Đạo Phủ. Đứt gãy Đạo Phủ, một phần của đới đứt gãy Xianhuhe, đã gián tiếp hứng chịu 14 trận động đất có cường độ trên 6,0 độ Richter từ năm 1973 đến năm 2023. Mỗi trận động đất lại kích hoạt tiếp theo do trạng thái ứng suất đã thay đổi. Trận động đất năm nay được cho là đã phá vỡ 44 km bề mặt. Trận động đất đã giết chết khoảng 150 người và làm bị thương hơn 300 người. Động đất cũng gây thiệt hại lớn, nhưng chỉ ở khu vực xung quanh. Thưa quý vị, lũ lụt thảm khốc An Khang là một trận lũ lụt thảm khốc xảy ra tại thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây vào cuối tuần trước. Đây là một trong những trận lụt lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo số liệu chính thức, trận lụt đã khiến gần như toàn bộ thành phố An Khang bị phá hủy, khiến 870 người chết, 89.600 người bị ảnh hưởng, 3,2 km vuông bị ngập và thiệt hại kinh tế hơn 400 triệu nhân dân tệ. Ngoài các yếu tố tự nhiên như mưa lớn liên tục và mưa lớn ở lưu vực sông Hán, lũ lụt do hồ chứa Đan Giang Khẩu được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt đã khiến lòng sông ở hạ lưu sông An Khang liên tục bồi lắng và nâng cao, cuối cùng dẫn đến dòng chảy sông kém và thậm chí chảy ngược về hạ lưu. Ngoài ra, việc xả lũ của hồ chứa An Khang phía trên không được thông báo kịp thời và việc sơ tán bị nhân viên trì hoãn khiến thương vong càng trầm trọng hơn. Trong 4 ngày, lưu vực sông Hán Giang liên tiếp trải qua những trận mưa lớn từ trên xuống dưới, dẫn đến trận lụt thảm khốc tại trạm thủy văn An Khang của sông Hán Giang. Tương đương với trận lụt 200 năm mới có một lần, lưu lượng đỉnh tại trạm Hán Giang An Khang là 31.000 m3 mỗi giây vào lúc 19 giờ 35 phút và mực nước đỉnh lúc 1 giờ 30 phút đêm là 259,3 m. Ngoài ra, Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng, tin rằng lũ lụt có liên quan đến hồ chứa Đan Giang Khẩu. Trước lũ, lượng mưa ở thượng nguồn sông Hàn không quá 166 mm, ngày hôm đó chỉ còn 27 mm. Với lượng nước như vậy sẽ không có gì là viển vông để tạo ra vụ vỡ đập chưa từng có này. Mưa nhiều nhất chỉ là một trong những nguyên nhân của thảm họa này. Ngoài mưa, nguyên nhân quan trọng hơn là dòng chảy của sông kém. Hồ chứa Đan Giang Khẩu được xây dựng vào năm 1958 và nằm ở hạ lưu sông An Khang, đã liên tục nâng cao lòng sông ở hạ lưu An Khang trong mấy chục năm qua. Điều đó có nghĩa là khi đỉnh lũ đến, nguyên nhân chính khiến mực nước ở An Khang dâng cao trong vài giờ là do dòng chảy của sông kém và dòng chảy ngược của hạ lưu. Theo hồ sơ của Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây, hồ chứa Thạch Tuyền cách An Khang 100 km về phía thượng lưu có dung tích chứa 490 triệu m3. Hồ chứa đã mở để xả nước vào ngày hôm đó. Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó, lưu lượng đỉnh lũ tại trạm Thạch Tuyền sông Hán đã đạt 14.000 m3 trên giây. Hồ chứa lập tức mở 5 cửa xả để xả lũ. Tuy nhiên, mãi đến hơn 3 giờ sau khi hồ chứa Thạch Tuyền được mở để xả lũ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây là Triệu Nhất Đức mới gọi điện cho An Khang nhiều lần để hỏi về tình hình và yêu cầu tổ chức một lực lượng lao động khỏe mạnh đi đắp đập chặn ngập lụt thành phố, đẩy nhanh sơ tán, không cho phép người chết, nếu có người chết phải chịu trách nhiệm. Vào ngày thứ Bảy, từ 10 giờ 30 phút sáng đến 2 giờ chiều, quận An Khang liên tiếp tổ chức các cuộc họp khẩn cấp về phòng chống lũ lụt nhưng không đưa ra quyết định sơ tán toàn bộ người dân trong thành phố cổ. Vào lúc 3 giờ 40 phút chiều, Lưu Quốc Trung, Bí thư tỉnh ủy An Khang đã đưa ra một loạt thông báo qua 22 tweet rải rác khắp thành phố.
yêu cầu người dân dọc theo con sông và khu vực thấp của các con phố cũng như các con đê phía đông và phía tây nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Lúc 6 giờ chiều, nước lũ tràn vào thành phố cổ từ phía tây, bắc và đông, nhưng cho đến khi nước lũ tràn vào thành phố có ít nhất 10.000 đến 20.000 cư dân vẫn ở lại thành phố cổ. Các đơn vị thuộc Tập đoàn Quân 47 của Quân khu Lan Châu thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tham gia cứu trợ thiên tai, cũng như Quân khu tỉnh Thiểm Tây, Quân khu Vũ Hán và các binh sĩ đã từng tham gia cứu hộ động đất Đường Sơn. Các quan chức thông báo rằng 19 cán bộ và chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình cứu trợ lũ lụt. Sau thảm họa, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường đã đến thăm An Khang. Trong một khoảng thời gian sau trận lũ lụt, việc kiểm soát quân sự đã được thực hiện tại khu vực của địa phương và các cơ quan kiểm soát quân sự đã ra lệnh rằng tất cả đều được phép bắn tại chỗ đối với những kẻ lợi dụng lũ lụt thực hiện hành vi cướp bóc. Có nhiều số liệu thống kê khác nhau về thương vong cuối cùng và tổn thất tài sản của trận lũ lụt thảm khốc An Khang. Theo một số liệu của Ủy ban Khoa học và Công nghệ của quận An Khang, 800 người đã chết trong khu vực đô thị của quận An Khang và 220 người mất tích. Ngoài ra không có dân cư tạm thời trôi nổi. Theo nguồn tin từ địa phương, 870 người đã thiệt mạng trong khu vực thành thị, bao gồm 805 người có hộ khẩu thường trú trong quận và 65 người từ nơi khác đến. Trận lũ lụt đã khiến 18.000 hộ gia đình và hơn 89.600 người ở thành phố An Khang đã bị ảnh hưởng, trong đó 870 người thiệt mạng. 3,2 km vuông của thành phố cổ và một số vùng ngoại ô bị ngập lụt, hơn 30.000 ngôi nhà bị nước phá hủy, 70 đơn vị bị mất điều kiện làm việc, hơn 17.000 học sinh không được đến trường và thiệt hại kinh tế khoảng 410 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra có rất nhiều thông tin được đưa ra trong những ngày sau đó, chẳng hạn như bao gồm cả người nước ngoài, tổng số người chết là hơn 1.400, An Khang đã chết 1.036 và tổng số người chết hơn 1.600. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.